Hanobus Gamer xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một sự kiện mà rất thích hợp với đồng chí được làm bằng Lego này. Đó chính là Ngày hội sáng tạo Lego Brickfest Hà Nội 2022. Tổ chức vào ngày 18 tháng 6 năm 2022 tại tầng 1 của Hà Nội Creative City. Một không gian tuy không quá lớn nhưng cũng đủ trưng bày gần 30 tác phẩm khác nhau từ các cá nhân và tập thể yêu thích Lego. Và chúng ta sẽ cùng thưởng thức nào.
mỗi người vào cửa sẽ được phát một tấm vé này. Và mục đích chính là đây. Đây chính là phiếu bốc thăm để chọn người nhận quà của ban tổ chức. Đó là một trong những bộ Lego này còn cả cũ những cả những bộ tuyệt chủng. Ngoài ra thì chương trình còn có nhiều hoạt động chủ yếu cho các bé như trò. Hay là thi lắp nhanh với bộ Lego 40491 năm Nhâm Dần. Hoặc là nếu không thích tranh đua thì có thể lắp tự do với một bàn đầy ắp các mảnh Lego khác nhau. Và đây là tác phẩm của mình. Sau khi lắp thì các bé có thể trưng bày các tác phẩm của mình ở khu vực khá gần đó, tất nhiên là tách biệt với các tác phẩm của dân chuyên. Sau đó thì mỗi bé có thể nhận được một tờ giấy chứng nhận như này. Mình luôn nói là bé bởi vì giấy chứng nhận này ghi sẵn là bé rồi thì phải xác định luôn. Thật tiếc là đồng chí này lại không có cơ hội tham gia, ít nhất thì mình cũng đỡ rắc rối tí. Event thì còn diễn ra đến chiều cùng ngày, nhưng vài và lý do thì mình xin kết thúc sự hiện diện của mình tại Bookfest ở đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.